Bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn rau ngót nấu cùng thứ này sẽ ngủ ngon, gan thận sạch độc khỏi xương khớp. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý cô bác thân mến, rau ngót mặc dù là loại rau rất phổ biến, gần như ai cũng biết đến tên của nó, nhưng lại có nhiều cô bác không ưa thích loại rau này. Như chú của tôi chẳng hạn, hôm nào mà vợ chú nấu canh rau ngót, dù là nấu với thịt hay xương, thì chú cũng nhất quyết không ăn. Chú bảo ăn như bò nhai rơm trong miệng, không nuốt nổi. Không biết có cô bác nào ở đây không thích ăn rau ngót giống như chú tôi không ạ? Quả thực, cô bác nào không ăn được rau ngót thì thật là đáng tiếc lắm đó ạ. Vì rau ngót rất giàu vitamin, khoáng chất, trong đông y nó được ví như một loại thảo dược đấy cô bác nhé. Và đặc biệt, nếu cô bác mang rau ngót nấu cùng thứ này thì tôi đảm bảo nó không chỉ dễ ăn mà còn giúp ích rất nhiều cho sức khỏe cô bác đó ạ. Ví dụ như giúp gan thận thải độc, giảm huyết áp, trị đau xương khớp, giúp giấc ngủ ngon và từ đó tuổi thọ của bác được kéo dài. Để biết rau ngót nấu với thứ gì, nó mang lại lợi ích ra sao và cần lưu ý điều gì khi ăn rau ngót, xin mời cô bác theo dõi chương trình hôm nay để tìm hiểu nhé. Vâng, quý cô bác thân mến, rau ngót được biết đến là loại thực phẩm lành tính, ăn nhiều giúp thanh nhiệt và là món ăn phổ biến của nhiều gia đình người Việt. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, lượng chất đạm trong rau ngót có thể so sánh với các loại đậu xưa nay nổi tiếng giàu đạm, là loại đạm thực vật quý, hiếm có. Còn vitamin C trong rau ngót thậm chí được cho là có hàm lượng cao hơn cả trong cam hay ổi đó cô bác ạ. Vì vậy mà khi cô bác ăn rau ngót sẽ có các lợi ích sau đây về sức khỏe. Đầu tiên là giúp kiểm soát đường huyết. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất flavonoid và polyphenol từ lá rau ngót có thể giảm nguy cơ tiểu đường type 2 để cô bác nhé. Theo đó, flavonoid có chức năng giảm mức đường huyết, từ đó giảm sự tích tụ chất béo. Ngoài ra, polyphenol có chức năng làm giảm tế bào, tăng chất béo, tăng phân giải và tăng quá trình oxy hóa của axit béo. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc kiểm soát tốt lượng đường huyết và các loại thức ăn khi nạp vào cơ thể rất quan trọng. Rau ngót chứa insulin giúp kiểm soát lượng đường. Chất này có tác dụng trong việc điều trị bệnh đái tháo đường type 1 nữa của bác ạ. Thứ hai là giúp cải thiện đời sống tình dục. Nghiên cứu đã phát hiện hợp chất phytochemical có trong rau ngót được chứng minh có tác dụng tăng ham muốn tình dục và kiểm soát rối loạn chức năng tình dục. Ngoài ra, steroid trong rau ngót mang lại công dụng như một loại hormone tình dục, giúp cải thiện chất lượng cũng như số lượng tinh trùng ở nam giới. Thứ ba là tốt cho sức khỏe phụ nữ sau sinh. Hàm lượng dinh dưỡng phong phú gồm đạm thực vật, các loại vitamin C, B, PP và khoáng chất như kali, canxi, magie trong rau ngót rất tốt cho sức khỏe của các mẹ sau sinh. Điều này rất tương đồng với các lợi ích của rau bổ ngót trong đông y. Hơn nữa, hợp chất phytochemical trong rau ngót giúp kích thích sự phát triển của các hormone steroid, bao gồm các hormone như estrogen. Tác động của các hợp chất steroid trong rau ngót lên nội tiết giúp tăng đáng kể lượng sữa của các mẹ trong thời kỳ cho con bú. Ngoài ra, rau ngót hỗ trợ việc chữa sót nhau thai nữa cô bác ạ. Loại rau này kích thích sự co bóp của tử cung, từ đó giúp đẩy hết các dịch trong buồng tử cung và tiêu viêm nhé cô bác. Thứ tư là hỗ trợ ổn định huyết áp. Trong rau ngót có chứa hoạt chất papaverin. Chất này có tác dụng chống co thắt cơ trơn cũng như hỗ trợ làm giãn mạch máu. Bổ sung thêm rau ngót vào chế độ ăn của người mắc bệnh cao huyết áp sẽ giúp ổn định huyết áp hơn. Ngoài ra, những món ăn từ rau ngót cũng rất tốt đối với những bệnh có về nghẽn mạch, tắc mạch hoặc bị sờ vữa động mạch cô bác ạ. Thứ năm là tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm. Với hàm lượng vitamin C dồi dào và các thành phần dinh dưỡng khác, rau ngót hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Do đó, loại rau xanh đậm này giúp chống lại tác nhân gây hại và ngăn ngừa viêm nhiễm. Không những thế, hàm lượng vitamin C cao có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus, bao gồm cả virus cúm. Theo nghiên cứu, chiết xuất ethanolic từ rau ngót cũng có tác dụng chống viêm đó cô bác. Thứ 6 là giúp giảm cân hiệu quả. Uống nước rau ngót sống giảm cân là phương pháp được nhiều chị em áp dụng hiện nay. Các thành phần dinh dưỡng như chất xơ, đạm thực vật, vitamin C, nước giúp tiêu hóa nhanh chất béo, tránh tích mỡ, vận chuyển năng lượng, đốt cháy mỡ thừa. Thế nên mỗi ngày, cô bác có thể uống khoảng 200ml nước ép nguyên chất, không cho đường, sẽ có tác dụng giảm cân an toàn nhé cô bác.
và cuối cùng là hỗ trợ điều trị sỏi thận. Rau ngót chứa nhiều vitamin và chất khoáng, nhiều đạm, hạn chế rối loạn chuyển hóa canxi là một trong những nguyên nhân chính gây loãng xương và sỏi thận. Vì thế, chữa sỏi thận bằng rau ngót là phương pháp được nhiều cổ bác lựa chọn. Người bị sỏi thận có thể uống nước ép rau ngót, hấp cách thủy hỗn hợp nước rau ngót sống và một thìa mật ong hoặc sử dụng rau ngót trong những bữa ăn hàng ngày nhé. Vâng, đó chính là 7 công dụng chính của rau ngót đối với sức khỏe chúng ta. Và nguyên liệu tiếp theo trong món rau ngót tôi muốn chia sẻ với cô bác trong chương trình ngày hôm nay là nấm hương nhé. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nấm hương rất giàu chất đạm, khoáng chất, vitamin và enzyme, nên khi sử dụng, cô bác sẽ đạt được những lợi ích sau đây về sức khỏe. Thứ nhất là ngăn ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nấm hương có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của khối u trong cơ thể. Sở dĩ có tác dụng này là nhờ vào khả năng tăng cường hệ miễn dịch của chúng. Ngoài ra, chất lentinan trong nấm đông cô còn có công dụng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của ung thư bằng cách kích hoạt một số tế bào và protein tấn công căn bệnh này, nhưng lại không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Do đó, loại thực phẩm này là một liệu pháp có hiệu quả cao cho các bệnh nhân ung thư đó cô bác ạ. Thứ hai là tốt cho sức khỏe tim mạch. Nhờ chứa 3 hợp chất nổi bật là eritadenin, steroid, hợp chất beta-glucan, nên nhiều đánh giá đã chỉ ra việc sử dụng nấm hương sẽ giúp làm giảm cholesterol, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cô bác được tốt hơn. Nhờ vậy mà nấm hương cũng rất tốt để cô bác giảm được cholesterol trong máu. Thứ ba là khiến xương chắc khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dưới tác động của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, chất ergosterol có trong nấm sẽ chuyển hóa thành vitamin D2. Khi cơ thể của bác được cung cấp đủ lượng vitamin D sẽ giúp xương chắc khỏe, hạn chế tình trạng còi xương, đặc biệt giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp ở phụ nữ và đa xơ cứng của bác nhé. Thứ tư là kháng khuẩn. Một nghiên cứu năm 2011 tại Học viện Nha khoa UCL Espan ở Anh đã kiểm tra tác dụng kháng khuẩn của nấm hương trên bệnh viêm nếu. Hiệu quả của nấm hương được so sánh với thành phần hoạt tính trong nước súc miệng hàng đầu về viêm nếu chứa clohidrin. Kết quả cho thấy, chiết xuất nấm hương làm giảm số lượng một số sinh vật gây bệnh mà không ảnh hưởng đến các sinh vật có liên quan đến sức khỏe. Nấm hương có hiệu quả kháng khuẩn tốt nhờ vào thành phần axit oxalic, lecithin, gentianimicin A và B kháng khuẩn và eritadenin kháng virus. Thứ năm là tốt cho gan. Nấm hương còn làm cho các chất carbon tetrachloride, prednisone trong tế bào gan được giảm thiểu tối đa, giúp bảo vệ gan của cô bác được hiệu quả. Nó còn làm cho lượng glucose trong gan được tăng cao, giúp hạ thấp men gan, làm chức năng của gan được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, nấm còn có tác dụng giải độc gan rất tốt, làm hạ cholesterol trong máu nhờ chất frutamin nữa của bác nhé. Và thứ 6 là tăng sức khỏe cho làn da. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong 100g nấm hương chứa 5,7mg selen, tức là 8% giá trị hàng ngày của cơ thể. Việc bổ sung nấm hương vào chế độ ăn sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mụn trứng cá, sẹo trên da. Kết quả này đã được nghiên cứu trên 29 bệnh nhân, được cho 0,2mg selen và 10mg tocopherin succinate chữa mụn trứng cá 2 lần mỗi ngày trong vòng từ 6 đến 12 tuần. Kết quả sau khi điều trị cho thấy, kẽm trong nấm tăng cường chức năng miễn dịch và giảm tích tụ DHT để cải thiện làn da đó cô bác ạ. Ngoài những lợi ích nổi bật trên, việc sử dụng nấm hương tươi hay nấm hương khô còn giúp cơ thể kháng khuẩn, chống virus, cung cấp vitamin B, chất chống oxy hóa. Do đó, nấm hương chính là một thực phẩm bổ dưỡng cần được thêm vào chế độ ăn hàng ngày của cô bác nhé. Nguyên liệu thứ 3 phải có trong món ăn liên quan đến rau ngót đó là hành tím của bác ạ. Hành tím giàu sắt, đồng và kali có khả năng kích thích sản xuất tế bào hồng cầu. Thêm vào đó, hành tím có thể cải thiện lưu thông máu bằng cách tăng cường vận chuyển oxy đến các khu vực quan trọng của cơ thể, tăng mức năng lượng và cải thiện sự phát triển của tế bào. Bên cạnh đó thì hành tím chứa nhiều allicin giúp kiểm soát lượng cholesterol trong cơ thể. Do đó, hành tím có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Hàm lượng cholesterol trong cơ thể thấp còn giúp ngăn ngừa sự khởi phát của chứng xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, đau tim và đột quỵ. Không những thế, hành tím có lượng calo thấp, ít natri và không chứa chất béo. Đặc biệt, hành tím giúp tăng độ đàn hồi của mạch máu và có hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp. Thêm vào đó, sự kết hợp của kali và allicin
giúp làm giãn thành mạch, tăng lưu lượng máu tự do đó cô bác ạ. Ngoài ra, hành tím rất giàu allium và alisulfurit, hai hợp chất phytochemical có đặc tính chống lại bệnh tiểu đường. Những hợp chất này còn giúp quản lý và điều chỉnh lượng đường huyết trong cơ thể của cô bác nữa đó. Chưa hết đâu ạ, hành tím còn giúp tăng cường chức năng não bộ của cô bác nữa. Theo đó, axit gamma animobutyric có trong hành tím là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, tác động trực tiếp đến việc thư giãn não bộ. Ngoài ra, các khoáng chất và vitamin trong hành tím còn có công dụng giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Các khoáng chất này cũng có lợi cho việc duy trì và cải thiện mật độ xương. Do đó, bổ sung hành tím vào chế độ ăn uống là điều cần thiết để giúp xương khỏe mạnh và dẻo dai của bác nhé. Sau khi cô bác đã chuẩn bị xong ba nguyên liệu chính trên đây, thì cô bác cũng cần phải chuẩn bị gia vị như muối, mì chính, mắm và hạt nêm nữa nhé. Và tiếp ngay sau đây, tôi xin được chia sẻ với cô bác cách nấu rau ngót cùng với nấm hương. Đầu tiên, ở bước sơ chế thì cô bác cần rửa sạch rau ngót và vò sơ cho rau mềm để tránh việc để nguyên mà nấu, lúc ăn sẽ có cảm giác như bò nhai rơm đó ạ. Nấm hương thì cô bác rửa sạch và cắt làm đôi hoặc thái lát mỏng cũng được. Với hành thì cô bác băm nhỏ nhé. Đến công đoạn nấu thì cô bác sẽ cho hành và nấm hương vào phi cho thơm lên. Sau đó cô bác đổ lượng nước vừa ăn vào nồi, nêm nếm chút gia vị và đun cho sôi lên. Cuối cùng cô bác sẽ cho rau ngót vào và đun sôi tiếp chừng 3 đến 4 phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là được rồi đó ạ. Vị canh thanh mát và thơm mùi nấm hương, tôi đảm bảo sẽ nghiền món canh này. Cô bác nào không thích tới mấy thì cũng sẽ thích mê cho mà xem. Tuy rau ngót thơm ngon và bổ dưỡng là vậy, nhưng đôi khi nó lại gây ra những tác dụng phụ không mong muốn đó cô bác ạ. Nó không chỉ khiến cô bác bị chướng bụng, đầy hơi, mà còn có thể gây ra những tình trạng nguy cấp hơn. Cụ thể đó là, thứ nhất là làm tăng nguy cơ sảy thai. Rau ngót là một thực phẩm giàu dưỡng chất, rất bổ ích cho mọi người, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì các món ăn từ rau ngót lại được cảnh báo nguy hiểm nếu sử dụng nhiều. Cho đến nay, những nghiên cứu khoa học chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác hại của rau ngót với thai kỳ. Tuy nhiên, trong rau ngót tươi có chứa hàm lượng papaverin cao, gây hiện tượng co thắt cơ trơn tử cung, khiến mẹ bầu rất dễ sảy thai. Chính vì vậy, thai phụ, đặc biệt là những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp, đẻ non, thụ tinh trong ống nghiệm nên hạn chế ăn rau ngót, đặc biệt là uống nước rau ngót sống liều cao. Phụ nữ mang thai bình thường thỉnh thoảng vẫn có thể ăn một ít rau ngót luộc hay nấu canh. Tuy nhiên, phải chọn những loại rau ngót sạch tươi để tránh ngộ độc thực phẩm. Khi nấu phải đun sôi, nấu kỹ để đảm bảo an toàn. Thứ hai, lạm dụng rau ngót có thể gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và phốt pho. Ngoài việc hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, glucocorticoid là kết quả của quá trình trao đổi chất của lá rau ngót có thể gây cản trở cho quá trình hấp thụ canxi và phốt pho có trong chính lá rau ngót và thực phẩm khác được ăn kèm với rau ngót. Bởi vậy, chỉ nên ăn rau ngót với một lượng vừa phải, chia làm một vài lần trong tuần. Không nên ăn quá nhiều cùng một lúc, cơ thể sẽ bị giảm khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Thứ ba là rau ngót có thể gây mất ngủ. Ở một số trường hợp, do tiêu thụ rau ngót quá nhiều đã xảy ra hiện tượng mất ngủ hoặc khó ngủ. Nguy hiểm hơn, nhiều người do uống quá nhiều nước rau ngót sống trong thời gian dài cũng bị khó thở và ăn uống kém dần. Tuy triệu chứng mất ngủ sẽ hết sau một ngày ngừng ăn loại rau này, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người như người già, người có tiền sử bị mất ngủ hay khó ngủ thì tuyệt đối không nên ăn quá nhiều, sẽ gây tác dụng phụ không đáng có. Để không bị những nguy cơ trên ghé thăm khi ăn rau ngót, các bác sĩ khuyến cáo đối với người dân khi sử dụng rau ngót chỉ nên ăn với số lượng nhỏ, vừa phải, tối đa là 50g một ngày và không nên ăn liên tục trong 3 tháng để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, khi chế biến rau ngót cần rửa sạch, nấu chín và không nên có thói quen vò rau ngót trước khi nấu vì làm như vậy sẽ rất dễ làm mất đi các chất dinh dưỡng có lợi trong loại rau này. Cô bác nào thuộc 3 nhóm người là bà bầu, người bị thiếu canxi và người bị mất ngủ thì nên tránh xa rau ngót, hoặc nếu ăn được thì ăn ở mức độ ít nhất có thể để tránh gặp phải những bất lợi cho sức khỏe của mình. Sau đây tôi xin chia sẻ thêm với cô bác một số bài thuốc liên quan đến rau ngót cô bác có thể áp dụng vào thực tế để giúp điều trị và nâng cao thể trạng nhé. Bồi dưỡng cho phụ nữ sau đẻ. Cô bác dùng rau ngót nấu canh với thịt lợn nạc hoặc giò sống ăn. Chữa cốt thống, nhức trong xương. Cô bác dùng rau ngót 50g
tủy xương lợn 50-80g, nấu canh ăn sẽ rất tốt đó ạ. Chữa mù hôi trộm, rau ngót 30g, rau bầu đất 30g, bầu dục lợn 50g, nấu canh. Chữa trẻ bị âm hư da mồ hôi trộm, người luôn nóng. Canh cua rau ngót, thịt cua đồng 100g, rau ngót 100g, gừng tươi 10g, hành khô, gia vị vừa đủ, nấu canh ăn. Món này sẽ giúp trị nội nhiệt táo bón, trẻ em còi xương, người lớn ăn kém, mệt mỏi khó lên cân. Người bị tiểu bút gắt, ban sởi, da mồ hôi trộm, phụ nữ sau sinh, sót rau, ít sữa dùng đều tốt. Chữa sót rau, lá rau tươi 40g rửa sạch giã nát, thêm ít nước đun sôi để nguội vào, vắt lấy chừng 100ml nước, chia làm 2 lần uống, mỗi lần cách nhau 10 phút. Sau chừng 5 đến 20 phút, nhau sẽ ra, có thể dùng lá tươi giã nát đắp vào gan bàn chân. Chữa chậm kinh, rau ngót giã nhỏ vắt lấy nước uống, bã đắp vào gan bàn chân. Chữa tưa lưỡi ở trẻ còn bú, giã nát rau ngót tươi 5-15g, vắt lấy nước cho uống, bã gói trong gạc đánh lên lưỡi, lợi và vòm miệng trẻ em. Chỉ 2 ngày sau là trẻ bú được. Chữa đái dầm, lá rau tươi 50g rửa sạch giã nát, thêm nước sôi để nguội, gạn nước uống làm vài lần. Chữa hóc, giã cây rau ngót tươi, vắt lấy nước ngậm. Chữa rắn độc cắn, rau ngót 30g, nõn lá dứa ăn quả 20g, dẹp 7-9 con. Giã nát, thêm nước, gạn nước cho uống, bã đắp vào nơi rắn độc cắn của bác nhé. Bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn rau ngót nấu cùng thứ này sẽ ngủ ngon, gan thận sạch độc khỏi xương khớp. Đầu tiên là giúp kiểm soát đường huyết, thứ hai là giúp cải thiện đời sống tình dục, thứ ba là tốt cho sức khỏe phụ nữ sau sinh, thứ tư là hỗ trợ ổn định huyết áp, thứ năm là tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm, thứ sáu là giúp giảm cân hiệu quả, cuối cùng là hỗ trợ điều trị sỏi thận. Với những công dụng tuyệt vời như thế thì không có lý do gì mà cô bác lại không có rau ngót trong thực đơn của gia đình mình, đúng không ạ? Trước khi nấu, cô bác cứ vò nhẹ cho rau mềm ra thì lúc ăn không sợ bị sơ, cứng, làm bản thân có cảm giác như bò nhai rơm đâu cô bác nhé. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi xin phép được khép lại. Nếu cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý, an tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.